Thương thương chào toàn thể anh em đã quay trở lại video trên channel LVT Episode. Trong video lần trước chúng ta được chứng kiến trận đấu so tài lôi đài 16-16 giữa Ban Tàng Long và Ban Chủ rồi, với một kết quả rất là bất ngờ khi mà Ban Tàng Long đã giành chiến thắng rất là ngọt ngào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trận chung kết của lôi đài tuần vừa rồi giữa Ban Hội Tàng Long và Ban Hội G. Trên màn ảnh của chúng ta đang được xem đó là Ác Châu Điên Thiếu Lâm 1-1-0-2. Cầu thủ này đã ở trong trận đấu lần trước đã tiêu diệt kẻ địch rất là nhiều. Nhưng mà thấy không, một Thiếu Lâm Châu Điên đã tiêu diệt không ít bao nhiêu kẻ địch của Ban Chủ. Không biết là ngày hôm nay ở khi đối đầu với Ban G thì Châu Điên có giúp Ban Hội mình giành chiến thắng hay không, chúng ta cùng đón xem nhé. Hiện tại thì các cao thủ này đến từ server của Công Thành Chiến.uf, một server đồ xanh Hoàng Kim Môn Phái dành cho người đi làm nhé anh em. Một server dành cho người đi làm ít có thời gian hoạt động. Nói chúng ta thấy là đang trong thời gian chuẩn bị báo danh cho trận chung kết. Chúng ta cũng điểm mặt những gương vị anh tài đến từ hai Ban Hội Tàng Long và Ban Hội G. Đây là cao thủ khí tụ đăng điền trưởng lão, một set đồ võ đăng quyền rất là đẹp. Cao thủ này chúng ta đã được xem video khá là nhiều rồi, thì anh em có thể lục lọi video của cao thủ này trên kênh của mình nha mọi người nha. Trên kênh của mình hoặc là kênh YouTube gì các kiểu có sẵn, TikTok gì cũng có hết nha mọi người. Set đồ rất là đẹp. Ta thấy cao thủ Ban Tàng Long thì đều đi ngựa phin vũ rất là đẹp trai. Như cao thủ Bình Tú Kaka cùng luôn. 16 các cao thủ của mỗi ban đang chuẩn bị cho trận chung kết đầy ác liệt. Chúng ta cùng đón xem nha mọi người nha. Ban Hội G chúng ta biết rồi, một ban hội rất là mạnh. Với những cái tên như là Chine Masian, một thiên nhẫn loạn, một thiên nhẫn mà đã giúp cho Ban Hội G đã lấy đi nước mắt của nhiều anh em của ban hội khác khi mà cao thủ này bút loạn lên là rất là hay, câu đàm rất là hay. Nói chung này một trận đấu chung kết giữa hai thế lực mà cũng rất là đối chọi tại server của Công Thành Chiến.us của những cao thủ U40, U50 tuổi đến từ hai ban hội. Chúng ta cùng chờ đợi trong giây lát để vào trận đấu nha mọi người nha. Chúng ta thấy trên màn ảnh, chúng ta thấy những cao thủ như Sang Hòa Sát của ban hội G nè, Sầu Vạn Kiếp của ban hội G nè, Tỷ Vina nè, Phong 2018. Có những tên tuổi mà chúng ta hay thường xem những video BK của các cầu thủ này. Rồi, mà là như vậy thì hai ban hội đã vào trong khu vực đấu trường để chuẩn bị so tài với nhau. Cầu thủ Khánh Mập, cầu thủ này trong video trước đây, cầu thủ núp lùm mọi người ạ. Khó mà giết được cầu thủ này. Cầu thủ Hỗn Thiên, cầu thủ Sò, nó toàn những gương vị ăn tài không mọi người ạ. Đâu, cầu thủ Đặc Linh Phát đồ xanh luôn mọi người ạ, phun xanh luôn, thiên nhẫn phun xanh. Còn bên đây chúng ta thấy cầu thủ Tử Anh Cô, cầu thủ Hắc Long đồ xanh luôn, Hỏa Vân Tào Thần, cầu thủ mình nhắc đến trong trận đấu vừa trước, cầu thủ Nobita đồ xanh luôn, cao thủ búp đồ xanh luôn mọi người ạ. Tàng Long có vẻ như là nhiều ạ, đồ xanh quá mọi người ạ. Tam Kiếm Thanh. Rồi như vậy là trận đấu chung kết đã bắt đầu giữa Ban Hội G, Ban Hội Tàng Long. Chúng ta cùng chờ đợi xem như thế nào đấy mọi người ạ. Hai cao thủ đang rất là dè chừng nhau. Như vậy cao Ban G đã di chuyển rồi mọi người ạ. Ban Tàng Long cũng di chuyển luôn. Chúng ta cùng xem thử mọi người ơi. Hỏa Vân Tà Thần với nhiệm vụ câu đàm đã đứng trên khán đài rồi. Tử Anh Cô rất là liều mạng mọi người ạ. Như vậy cao thủ thích thì nhất đã xung phong lên đầu luôn mọi người ạ. Hỏa Vân Tà Thần với nhiệm vụ bút loạn của mình đang đứng trên khán đài rất là hay mọi người ạ. Hai bên đang so kè với nhau, những luồng nam đang đối chọi với nhau. Ký tự đang liền vừa cháy giấy bùa. Ban G có vẻ giúp vui mọi người một nhịp rồi mọi người ạ. Ta thấy Ban Hội G giúp vui một nhịp và tấn công sang cánh trên khán đài.
Rất là hay mọi người, rất là hay. Chúng ta cùng coi lại giây phút vừa rồi nhé mọi người nha. Chúng ta cùng tua nhanh giây phút này khi phản hồi giáp Laka. Ta cùng coi kỹ lại cái giây phút mà hai bằng giáp Laka nhau. Bên bằng G nhử hai hạt thiếu lâm để nhử đối phương. Bên bàn Tàng Long có 4-5 mặt lên khán đài mọi người. Pha tấn công rất là mạnh đến từ bàn hội Tàng Long. Bàn hội G phải chấp nhận lùi một bước. Lùi một bước rồi bắt đầu vòng co bên tay trái để lên khán đài tấn công. Rất là hay mọi người ạ. Bàn Tàng Long thừa thắng xông lên. Thừa thắng xông lên nhưng rất mắc. Rất là tiếc thì lực không đủ mọi người ạ. Khi mà bị thế gọng kìm hai hướng đánh từ của băng hội G. Như vậy thì băng hội G đã giành chiến thắng mọi người ạ. Một chiến thuật rất là hay đến từ băng hội G. Khi băng hội G đã lùi một nhịp để bảo toàn lực lượng, sau đó lại tấn công lại. Lực lượng của băng hội G còn rất là đông mọi người ạ. Trên dưới 10 hạt luôn. Tại vì xét về lực lượng thì chúng ta thấy là băng hội G thì với những lực lượng hùng hậu của mình, với những trang bị rất là đặc, rất là VIP của mình. Còn bên băng hội Tàng Long chúng ta thấy thì có một số hạt vẫn còn đồ xanh. Nên là đã phải thua cuộc ở trận đấu này. Hy vọng rằng ở trong lôi đài tuần kế tiếp sẽ có những giây phút hấp dẫn hơn nữa đến từ hai băng hội G, băng hội Tàng Long nha mọi người nha. Hiện tại thì lúc mà cái lôi này để diễn ra thì nó bị lỗi kỹ thuật một tí. Nên là sau khi mà kết thúc, khi mà đối phương băng hội Tàng Long đã hết người rồi, nhưng vẫn các anh này vẫn còn đang đi tìm kiếm. Đây chúng ta cùng coi lại cái cao thủ Đạt Linh Phát, cao thủ Thiên Nhận đồ xanh. Mà cao thủ này đã tiêu diệt rất là nhiều đội địch, như là đã tiêu diệt Hắc Long, tiêu diệt cả Thiếu Lâm Châu Điên. Mà thấy không? Mà thấy cao thủ đồ xanh Đạt Linh Phát đã tiêu diệt được cao thủ Khí Tụ Đăng Điền Võ Đan. Đó, chúng ta vừa coi cái bảng vàng BK đến từ lôi đài 16-16 trận chung kết giữa hai băng hội G và băng hội Tàng Long đến từ server công thành chiến.of. Anh em thấy có những lời nhận xét gì anh em hãy bình luận bên dưới nha anh em. Và như vậy chúng ta đã khép lại trận chung kết rất là hấp dẫn đến từ băng hội G và băng hội Tàng Long. Hy vọng rằng trong tuần kế tiếp chúng ta sẽ có những giây phút hấp dẫn của các băng hội tại server công thành chiến.of. Anh em nào có nhận xét gì hay anh em có muốn chơi tại server này thì anh em truy cập vào trang web là công thành chiến.us để tải game, hoặc là tham gia nhóm Zalo ở góc màn hình nha anh em. Rồi bye bye anh em nha, hẹn anh em ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye anh em.